Ok, thì cũng đã một năm từ lúc tôi làm cái clip này bây giờ này. Cái clip cả drama cuối cùng là về con Android 13 là iOS, thì hôm nay tôi sẽ thường ra bạn cài drama CDroid 13 Android 14 nhé, Android 14 nhé, cho Sony Xperia XZ2. Thì từ từ để tôi giảm độ sáng cái, nó sáng quá thì nó lại thế. Ok đây, Android 14 luôn nhé. Đấy, CDROID Android 14 chuẩn. Ok, Android 14 thì khi giữ nó sẽ có cái này. Đấy, khá là hay. Cái này khá là hay. Đấy, nhưng mà chung quy lại đó là Android 14, Android 14 Sony Xperia XZ2 chuẩn. Ok, thì đầu tiên là phải máy tính. Đấy là điều đương nhiên rồi. Nếu bạn sẽ cắm sạc vào máy tính như này, các bạn là sẽ tải cho mình bản zoom. Okay, đầu tiên là cái phe boot boot, cái này là của lái SOS để chúng ta lấy, để chúng ta lấy để nó cài cái Open Folder này. Bây giờ chúng ta không dùng Tailwind nữa vì nó khá là lỗi, với lại một số máy không boot được. Đây hai này, ok nhá. Ok, bây giờ chúng ta phải tải cái công cụ phát boot đó là ADB, thì chúng ta chỉ việc lên Google chúng ta gõ là platform tool này thôi. Đây vào trang đầu tiên. Ở đây mình dùng là hệ hành cái này có 3 thì chọn này, Mac, Windows, Mac và Linux. Ở đây mình không dùng Windows nữa, bây giờ mình dùng Linux thì mình sẽ tải cái này. Ok. Đấy, bạn dùng Windows thì các bạn tải cái này thôi. Các bạn dùng Windows thì ở đây. Ok đây. Các bạn dùng Windows thì các bạn tải ở đây thôi. Nhưng mà với Windows chúng ta phải tải em driver đó. Driver thì nó là cái này này. Các bạn chỉ cần tìm USB driver Google cái xong. À, Google. Đấy. Họ mình cũng có để link ở dưới mô tả. Đây, cái Getcher USB driver. Cái này trên Linux thì không cần. Linux thì với Mac thì chúng ta chỉ việc tải cái tool này về mở là xong thôi. Mở lên nó chạy thôi và đưa máy về phát boot là chạy thôi. Đây này, ở Windows nó phải vào tải này nữa. Đấy, root and agree. Tải cái bộ driver của Windows về. Về, nó bảo đây, nếu bạn đây đâu nhỉ? Download rồi này. Đây nó bảo này, nếu bạn đang phát triển trên Mac OS hoặc Linux, bạn không cần cài đặt trình điều khiển USB. Thay vào đó đấy, tức là nó sẽ chạy thẳng luôn, chứ nó không có phải chạy cài driver. Cái driver này chúng ta phải cài driver trên Windows rồi bây giờ, còn nếu chúng ta dùng là Linux hoặc là Mac thì không phải cài. Ok, bây giờ chúng ta sẽ giải nén cái này ra. Đấy, kéo giải nén ra. Như Windows thì cũng y hệt như thế. Đây, ở trên Windows thì nó phải tải giải nén cả cái driver này nữa này. Đây, thì giải nén xong nó sẽ ra cái thư mục này. Đấy, ở trên Windows nhé, đây trên Windows này. For Windows, ok. For Windows nó vào thư mục driver này. Thì nó sẽ có cái file Android Win USB này. Đấy, thì nó ấn chuột phải thôi. Ở đây nó không có, nhưng mà là nếu mà mình dùng Linux thì không có. Nhưng mà nếu mà các bạn dùng Win ấy, thì nó sẽ hiện cái chữ install ở đây. Ở quanh chỗ đoạn này sẽ có cái nút install, nó bấm vào, bấm ok thế là xong, là nó sẽ có driver. Ok, bây giờ chúng ta sẽ vào đây. Đây, vào cái này, vào cái platform tool này. Đấy. Ok, ở đây nó ở đây là bản Linux thì nó sẽ như này, còn bản Windows nó sẽ là file EXE. Nếu mà chúng ta dùng Windows thì nó sẽ đây, kéo đây. Đấy, chúng ta bấm vào cái chỗ này, trên Windows nó có cái chỗ y hệt như này. Đấy, chúng ta bấm vào Ctrl A đấy, à cho bấm chuột hai ba lần là nó sẽ chọn bôi hết tất cả này, chúng ta có xem vào đi. Đấy, nó sẽ ra đây, chúng ta ấn Enter ấy. Phải ấn Enter thì nó sẽ ra một cái cửa sổ CMD như sau đây. Cái này mình dùng Linux thì mình sẽ không dùng cái lệnh này vì cái này là của Windows này. Đây. Thì nó cũng sẽ ra một cái thư mục là một cái cửa sổ dạng như này. Ok, bây giờ chúng ta sẽ đây, nó sẽ lấy điện thoại, nó sẽ đưa máy về chế độ phát boot bằng cách tắt nguồn đi. Ok, giờ không phải rút sạc chứ. Nó phải rút sạc lại. Không chúng ta sẽ giữ nó tăng âm lượng đồng thời cắm sạc nhé. Đây, à không, chúng ta bấm nó cắm sạc xong giữ tăng âm lượng ngay, hoặc là chúng ta bấm này cũng được. Đây, quên, nó sáng đen xanh này. Chúng ta phải dùng cổng USB A to C thì nó chứ nó nên dùng cái cổng USB C hai đầu như này.
Đây, chúng ta không nên dùng cổng USB-C hai đầu như này, nó hay dễ bị lỗi đó. Đây, cổng hai đầu này nó hay bị lỗi này. Chúng ta phải dùng cổng A to C thì nó mới không bị lỗi. Ok. Ok, đây cái dây này cho nó không được cắm vào đây được rồi nó sẽ lỗi ngay. Đây, ok bật được đấy. Bây giờ thì nó sẽ gõ phát bộ đi vào. Đây, nó sẽ để giữa, mình sẽ để dưới mô tả. Đấy, enter, nó sẽ có một cái điện thoại phát bộ này. Và nó có cả cái series ở bên này á. Ok, đấy là nó đã nhận rồi nhé. Còn chưa nhận thì đối với Linux thì nó sẽ gọi là LSUSB. LSUSB nó sẽ có một cái dòng là Sony Ericsson Mobile này, và Communication AB Android. Ok, còn đối với Windows thì nó sẽ phải đâu nhỉ? Tôi để tôi mở cái máy ảo đấy đó. Ok, đối với Windows thì nó sẽ vào là cài driver đấy. Cái USB này nó sẽ chuột phải install như này đấy. À, nó install. Thế là xong. Bây giờ nó quay lại đây này. Đấy, nó sẽ có cái phần này nó ghi là The operation complete the socket full thì nó sẽ bấm xuống đây. Hoặc là device manager thì nó sẽ có cái phần này này đấy. Thì một số máy tính Windows nó hay không hay nhận này, nó sẽ hiện như này này đấy. Khá là dở chứng. Chúng ta sẽ phải vào đấy. Ok, sau khi vào đây chúng ta sẽ bấm vào chuột phải này. Update driver. Đây, phần là browse my computer for driver. Let me pick from a list of available on from on my computer. Ok đây. Nó chọn vào đây cho phần là Android device. Đây chúng ta sẽ chọn phần là Android Bootloader Interface. Next. Yes. Đấy ok. Xong thì trong này nó sẽ nhận là Android Bootloader Interface. Thì lúc này các bạn có thể tiếp tục nhé. Ok. Thì lúc này là các bạn có thể tiếp tục cài driver. Sau đó thì tiếp tục là chạy platform tool. Thì cách mở thì cũng đã nói từ chuyện nãy rồi về tắt cái máy ảo đi. Ok. Ok đấy. Sau khi nhận rồi chúng ta sẽ ở đây cái terminal mở lại cái CRD, cái terminal ấy đấy. Ok thì nó sẽ nhận là cái này này. Cái máy tính Linux sẽ nhận như thế, còn Windows thì như vậy này. Nó sẽ nhận là Android Bootloader Interface, còn đây nó sẽ nhận như này. Đây nó sẽ gõ vào fastboot flash. Cái này nó là CMD bên Windows, còn bên Linux nó là terminal. Flash boot nhé, không phải boot A boot B đâu, cho nó đỡ lằng nhằng. Cái này nó tự determine cái thân phận mùng boot rồi. Ok, chúng ta sẽ quay lại cái mục mà chúng ta down cái file boot này đấy. Chúng ta sẽ giữ nó kéo vào đây. Cái này Windows cũng làm tương tự. Ok. Ok, enter. À, bây giờ chúng ta sẽ ở điện thoại bây giờ chúng ta sẽ rút sạc này à. Bây giờ nó sẽ giữ nguồn tăng âm lượng, nguồn giảm lượng, nguồn với nốt giảm. Đây này, nút nguồn với nốt giảm. Bây giờ nó dùng cái chúng ta thả ra nhá. Đây. Ok, còn cái file boot này, cái file boot.img này lấy ở đâu ấy thì nó sẽ lên đây. Tôi quên mất không nói cái đấy. Thì nó sẽ lên đây, chúng ta tìm lên Google, chúng ta tìm là Light OS. Không, Light OS Akari. Sony X2. X3 thì nó là Akatsuki. Đó là các bạn tìm thẳng là X3 cũng được. Đấy, thì các bạn làm thì cũng y hệt như thế thôi. Cái file boot này cũng thế. X2 thì nó là, đây chúng ta tải file boot này về đây. Là nó sẽ ra thôi, đấy. Còn X3 thì nó sẽ là Akatsuki. X2 Premium thì nó là Aurora. Đây Akatsuki này. Đấy X3 này chúng ta cũng tải ở đây, chúng ta vào get the build này. Chúng ta cũng tải cái file boot này này. Còn là X2 Compact Aurora. À không, cái này là X2 rồi, quên mất. Cái do này là do X2 rồi, X3 không có, xin lỗi. Bạn quên mất. Do mình do cho X2 được, X3 không có, quên mất. Chúng ta tải file boot rồi đấy, là sẽ ra cái file boot như này để chúng ta chạy. Ok, rồi sau khi xong thì nó sẽ lên cái giao diện của Lite này chứ không phải CR rồi. Chúng ta sẽ bấm vào xuống dòng apply update này thì có máy nó sẽ bấm được cái nút này, có máy nó sẽ bấm được cái cảm ứng ở đây, có máy thì không, nhưng mà ở đây không bấm được thì mình sẽ bấm vào xuống giảm lượng và bấm nút nguồn đấy. Xong rồi sẽ chọn là apply from ADB, bấm nút nguồn. Ok đấy, là xong, nó hiện cái ADB sai loát. Bây giờ chúng ta sẽ cắm sạc vào. Ok. Thì nó sẽ nhận là ADB. Ở trên Windows thì nó cũng thế. Ở trên Windows thì các bạn đợi mình tí.
Ở trên Linux thì chúng ta sẽ gõ lệnh là ls usb enter, nó sẽ nhận ra là cái đó nhỉ. Nó chưa nhận này, nó chưa chết rồi. Để lại phát nữa nha. Ở đây này, nó sẽ nhận là cái gì nhỉ? Nested 4 fastboot, cái này là không phải là fastboot đâu, cái này là ADB. Đây, hoặc là đơn giản thì các bạn chỉ việc gõ ADB device thôi. Đây nó sẽ ra một cái dòng series và sideload này này. Đây, máy cũng thể hiện là sideload như này. Quay bây giờ chúng ta sẽ ở trên Win thì nó sẽ ôi thôi chết rồi. Còn đây mình tí. Ok, ở trên Win thì nó sẽ như này. Ở trên Windows thì nó cũng sẽ có một cái dòng là Android device. Đây là con xe ADB interface này, ok. Đây ở trên đây là ở trên Windows. Còn ở trên Linux thì chúng ta sẽ tắt cái mèo đi. Rồi ở trên Windows thì nó ở trên Linux nó sẽ là thì nó sẽ nhận là như này. Đấy, nhận cái dòng là Nestable đó này. Rồi bây giờ nó sẽ qua ADB sideload. Ok, ADB sideload nó sẽ kéo về đây, những cái lệnh dinh linh mình sẽ để vào ở đây là recovery do CRROID này, mình sẽ để dưới mô tả do mình có sẵn GApp rồi, nó không cần tải nữa. Ok, nó sẽ kéo cái này qua. Cũng là cảm ơn Esu vì đã xây dựng bản do này. Ok, bây giờ đã đây là Enter này. Đây, ok. Ở đây nó sẽ hỏi cái signal verification fail này. Tức là cái file này nó không trùng với cái lấy này này. Cái chữ ký của lấy này nó sẽ báo như này. Nên là sẽ bấm nó sẽ bỏ qua nó bằng cách đơn giản thôi. Rồi bấm giảm lượng. Rồi ok. À không, cái này nó bị lỗi các bạn ạ. Bạn vào lại nhá. Nếu nó bị như này các bạn sẽ vào lại và nắp đi update này. Đây, update from ADB này. Ok, xong bây giờ ta sẽ bấm cho lên. Đấy, ta sẽ về lại cái lệnh này, ta sẽ bấm enter. Đến đoạn này các bạn sẽ bấm giảm lượng xuống. Đấy, xong rồi bấm nguồn. Rồi để nó sideload vào trong máy này. Đây là Open Fog, cái này cho nó dễ thao tác. Ok, bây giờ bạn chờ nó cài này. Nó đang load, nó phải chờ tí. Nó chờ, nó vẫn đang chạy này. Nó ghi nó đến đến một rồi nó khởi tự reboot này thôi. Các bạn phải đảm bảo cái máy đang ở trong Android 10, tức là cái firmware gốc nó phải là Android 10 trở lên mới là được thì nó mới chạy được nhé, chứ còn nếu không là nó sẽ lỗi ngay. Ok, sẽ vào Open Fog Recovery. Cái này mình đã qua làm video rồi, cái này cũng là do mình tự build lên chứ không có ai build cả. Ok, đây bây giờ sẽ kéo qua đây. Đấy, cái này lúc này sẽ mới cảm ứng được này. Đây, lúc đầu là cái bộ nhớ sẽ bị mã hóa như này. Đây, chúng ta sẽ bấm vào white format data. Nó có chữ Z vào. Đấy, Z. Đấy, ok. Bây giờ bấm vào đây. Nó xác nhận này. Đấy. Ok, bây giờ ta sẽ bấm vào đây. Vào đây. Đấy, nó sẽ không có gì trong này. Ok, bây giờ chúng ta sẽ vào đây ổ nhớ trong. Ok, như này. Thì ở Windows nó cũng sẽ có một cái như này. Đấy. Bây giờ ta sẽ copy ROM vào. À, cái bản ROM CRROID này. Đấy, và copy. Hay Windows cũng thế mà. Đây. Vào đây. Internal storage, nó có thể nhớ ra có thể nhớ, còn đây là mình sẽ có vào ổ nhớ trong. Ok đây. Chuột phải. Paste. Nó sẽ có được thôi. Còn nếu không có được thì chúng ta sẽ vào đây. Chúng ta bấm vào Zboot Recovery xong rồi nó sẽ vào lại Recovery, vào lại cái Open Fog này. Vào lại xong rồi chúng ta sẽ kích hoạt lại cái này. À xong rồi chúng ta sẽ pop lại là sẽ được. Windows nó khá là lằng nhằng, làm cái bước này trên Linux nó không phải lo về ngại về cái vấn đề driver. Mình thì mình cũng mong là Windows một ngày nó sẽ bị sao, nó sẽ chết đi cho để mình thì chúng ta có thể được tiện lợi hơn, bởi vì căn bản Windows nó phải là driver rất là khó chịu. Đây vẫn đang copy rồi, phải cho nó phải copy xong rồi nó mới cài nhé.
Cái do mình có sẵn Graph rồi nên là chúng ta không cần phải cài Graph đâu, cài là lỗi ngay. Còn root thì mình đã có một video riêng rồi, video riêng là sẽ rút tất cả mọi loại DOM. Còn cái Yasuo mình sẽ làm trong video tiếp theo. Đây đây, đấy, quay có vào trong đây rồi. Đấy, quay. Bây giờ chúng ta sẽ quay lại này. Cái phần file đấy, cái phần quay lại này, đâu nhỉ, đây, cái phần file này. Đó, rồi, đấy, đấy, bấm rồi, đấy. Ok, phần file này sẽ có cái file CLR Android 14. Nó bấm vào đây. Đấy, xong xong chúng ta rút vào này. Đấy. Nó sẽ cài nhá. Đấy, các bạn đợi cho nó cài này. Cái bản zoom này thì nó được được build bởi bởi Esodiasu. Esodiasu, đây Android à không phải, mà đây. Không phải. CLR Android 14 đây, 25. Rồi để xem cái nào. Ôi nhỉ, đây bạn này, đây 25/1/2024 Akari KDDI, cái này tức là nó xây dựng cho cái bản là AU ở Nhật Bản đấy, Shopbank nó ấy, nhưng mà cái máy phải tính phí mới unlock loader được, phải iPad mới unlock được, nhưng mà nếu chúng ta cài vào máy ấy, bản hai SIM các thứ nó sẽ bị mất này, NFC và hai SIM đây. Cái này cái my rename meta to get this flood from a global recovery, cái này mình chỉnh rồi nên là được. Ok, còn đây link này mình sẽ để dưới mô tả này. À, cái link này nó chưa chỉnh cái lỗi này meta này đâu, thì mình sẽ để cái link riêng mình đã fix rồi. Ok, nói chung nó là của người này, nói chung thì nó là của Esadesu. Ok, trên là Telegram, mình bị khóa nick Telegram rồi nên là cũng không có mật mã gì với Telegram nữa. Ok, đây bấm vào đây, đừng có bấm cái ổ khóa này, bấm ổ khóa là tắt này. Đây. Bấm ra chỗ này thôi đấy. Kéo qua đấy. Nó đang một nửa đấy, nó sắp đến 2 trên 2 rồi, bạn đợi tí. Nhá, xong rồi, tới đây 2 trên 2 là được. Cái bước này ấy, để nó đang chạy này này. Chúng ta để tránh brick thì chúng ta sẽ vào đây. Để tránh bị brick ấy, cái hên xui. Máy nó hên, máy đen quá nó bị brick thôi. Chúng ta vào phần này, installation này, đây chúng ta bấm vào đây. Vào installation. Ok, bây giờ chúng ta sẽ bấm next step này, next này. Không phải, và review cái mất. Không phải. Next, next này. Next này. Ở đâu nhỉ? Từ từ các bạn ạ. Vào đây installation này. Next này. Đây chúng ta đây. Đào cái file này về này, cái file copy partition này này. From here này. Đây. Ôi, chúng ta cũng đào về đây. Đây cho nó đỡ bị brick. Ok, chúng ta sẽ copy vào máy, copy vào đây XZ2 này, internal storage cũng paste rồi. Cái này là file explorer bên Win hay bên Linux, đó là Thuna Thuner. Ok, ok, sau khi cài xong thì nó sẽ như này. Bấm vào đây để cài thêm cái file copy partition này nữa, hiện tượng là không phải cái copy này. Đây, nó kéo qua. Để cho nó đỡ bị break ấy. Các bạn sợ brick thì các bạn sẽ làm cái cách này để cho nó đỡ bị brick. À, cho nó đỡ bị brick, còn nếu hên xui thôi. Đây có cái copy bằng này thì nó sẽ hạn chế được khả năng brick, còn 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 hệ còn đen thì nó mới brick thôi. Ok đấy. Xong rồi chúng ta sẽ bấm vào reboot system. Reboot system. Ok. Làm như thế nó sẽ hạn chế được brick. Đen thì nó cũng không thể brick được. Ok, chúng ta sẽ phải chờ lên thôi. Ok, đang boot rồi, chúng ta chỉ phải chờ lên thôi. Rồi mình chờ rút sẵn, các bạn muốn rút thì các bạn xem cho video cũ của mình thôi. Đây. Nó chưa rút sẵn rồi. Đây, đây kệ cái này, báo này kệ nó. Ok, nó chưa rút rồi. Chúng ta muốn thì chúng ta tự chúng ta xem cái thì các bạn lên
Hay mình có cái video chi tiết thân ấn rút đây. Ok, bắt đầu. Cái này kệ nó, bấm lên phát nữa là được. Bỏ qua này. Thiết lập nó không có mạng, cái này bỏ, cái này các bạn bỏ qua, các bạn tự các bạn thiết lập cũng được. Cái quá trình chúng ta vẫn có thể chuyển dữ liệu được như của cái máy pixel. Ok. Đây, đây là Android 14. CD rồi, ok. Làm chuẩn. SIM thì không phải. Cái này là do mình không lắp SIM ở đây các bạn ạ. Nhưng mà kiểu gì thì SIM cũng sẽ dùng được. Nhưng mà cái vấn đề ở đây là nếu chúng ta dùng máy quốc tế thì nó sẽ NFC sẽ không dùng được. Khá là đen khi mấy ông này toàn build mấy cái ông ở trên tele, mấy ông toàn build mấy cái bản là do mình cho mấy cái con máy Nhật Bản nó khá là buồn vì nó không nhận NFC. Không nhận NFC thì không ai thích như thế cả, nhưng mà thôi phải chấp nhận đâu các bạn ạ. Dùng dòng ké của người ta mà. Đây. Dòng NFC sẽ không bật được. Đấy, không bật được, không bật được đâu. Bật nó không bao giờ lên được. Đây nó cứ đang tắt này. Và SIM2 không nhận. Ok, SIM2 cũng không nhận. Nên là không ăn thua. Nói chung là chúng ta vẫn có thể dùng được, nhưng mà chỉ là dùng được một SIM thôi. Tức là máy hai SIM cài lên mất một SIM. Khá là đen. Nhưng mà nó phải chấp nhận đâu các bạn ạ. Ok, nói chung là đây là do là rồi. Mình đã dùng qua thì mình thấy khá là mượt. Nhưng mà cái vấn đề ở đây là đây. Lâu lâu là cái phần âm lượng này nó sẽ bị nhảy ra đây, ra giữa này. Thì lúc đấy nó khởi động lại nó mới được. Cái này bây giờ chưa bị nhưng mà lúc khác nó sẽ bị. Ok. Nói chung là bây giờ do mình đã cài đây rồi. Và không phải là ghép Sony XZ2. Rom CR rồi, không phải ghép. Ok, cảm ơn đã xem video. Nói chung là cũng khá là lâu rồi mình không làm. Mà trong mà vài ngày hôm tới mình sẽ làm rất nhiều video về con này tiếp. Tất nhiên là mục đích chính của cái anh mình nó là cái kênh này, còn cái con Sony này chứ không trả cái gì khác cả. Mình không làm con nào khác ngoài con này. Cái nguồn để phát triển cái kênh này ấy, thì nó cũng chỉ là từ cái con Sony này ra chứ chẳng từ đâu ra. Ok. Thế nên là cảm ơn các bạn đã xem video. Nếu các bạn nào thực sự ấy, nếu các bạn nào thực sự có tâm hoặc là gì đó thì cũng có thể subscribe cái kênh này. Và mình sẽ làm rất nhiều video về con Sony này trong thời gian tới. Và các bạn có thể để lại một like và chia sẻ cho những người bạn cần. Ok, cảm ơn đã xem video. Chúc bạn ngày tốt lành.